Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách thiết kế về một cái lĩnh vực khác, đó là cách thiết kế về sản phẩm về đồ ăn. Đây là một trong những sản phẩm mà cũng được rất là hot trên thị trường hiện tại bây giờ. Đó thì để bắt đầu cái công việc thì mình cũng giống như là các lần khác mình chia sẻ cho bạn, thì chúng ta đó là bắt đầu với cái giá trị, đó là tạo ra một sản mới. Ok, thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl N thì tự khắc nó sẽ ra một cái bảng cho các bạn nha các bạn nhé. Ok, rồi thì tất nhiên là lúc này thì mình sẽ chọn một cái đơn vị kích thước như sau, đó là một chiều là 900, một chiều là 603 và độ phân giải là resolution là 150. Cái kênh màu RGB và chế độ 8 bit để mình biểu diễn lại cho các bạn xem về cái cách thức nha các bạn. Nhìn này, 900, và tất nhiên là đơn vị là pixel nha. Thì các bạn lưu ý một tí là có nhiều bạn khi làm một khổ giấy kích thước không có để ý cái việc này, nên là nhiều lúc khi mình làm ra kích thước cái đơn vị kích thước mình không phải là đơn vị pixel nữa, mà đơn vị có thể là in, nên là khi mà làm nó sẽ bị nặng quá và nó không lưu được. Đó thì các bạn lưu ý cái việc này cho mình tí. Sau khi tạo ra khổ giấy thì mình có một cái giải pháp, có nghĩa là khi tạo ra khổ giấy xong thì bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái khổ giấy trắng ở giữa và bắt đầu chúng ta sẽ làm việc nha các bạn nhớ nhá. Ok, chúng ta tạo ra khổ giấy. Ok, sau khi đã tạo ra khổ giấy xong thì các bạn để ý này, lúc này chúng ta sẽ bật cái bảng F7 lên để chúng ta làm việc này. Chúng ta sẽ bắt đầu thu nhỏ lại. Thì cái việc đầu tiên là trước khi đi đến cái việc thiết kế thì mình sẽ chọn cái tạo ra một cái bố cục. Thì hôm nay mình sẽ chọn cái bố cục đó là một cái hình vùng tròn, hình tròn. Đây là một cái vùng tròn rất là cơ bản, nhưng mà nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm thiết kế trông nó mềm mại hơn, trông nó duyên dáng hơn. Thì các bạn có thể chọn cái này giúp mình. Lúc này mình sẽ vẽ một cái đơn vị kích thước là một cái hình tròn. Các bạn nhớ nhé, trong quá trình khi vẽ thì bạn giữ shift là hình tròn nhá, giữ shift là hình tròn nhưng giữ nguyên chuột nhé, bạn ấn nguyên chuột cho mình, sau đó giữ thêm phím tách để dịch chuyển sang bên trái bên phải. Thì các bạn có nhìn thấy cái điều này của mình không? Ok, mình sẽ đặt nhảy đó. Ok, và sau khi làm xong mình thấy ưng ý rồi thì mình bung tay ra, thì lúc này cái vùng chọn của mình đã tốt rồi. Có những trường hợp là khi mà các bạn mà có nhiều bạn là bạn vẽ ra như này mà lại không được chính xác, không được dịch chuyển đi đâu đó, thì bạn khi vẽ xong bạn có thể dùng công cụ M, công cụ vùng chọn, và dịch chuyển sang trái và sang phải thì cũng tương tự như vậy. Các bạn cứ nhìn thấy cái điều này của mình ngoài đó. Có những trường hợp này có nhiều bạn này vẽ ra vùng chọn nhưng mà này cái độ theo ý muốn nó cũng không được nữa, thì bạn nhìn này, để muốn điều chỉnh kích thước của cái vùng tròn chúng ta to hay là nhỏ thì chúng ta có thể dùng cái công cụ M là vùng tròn. Các bạn nhớ nhé, chúng ta muốn điều chỉnh vùng tròn thì chúng ta phải ở vùng tròn. Lúc này chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng vùng tròn và chọn vào Transform Selection. Các bạn sẽ thấy rằng là khi ấn vào Transform Selection thì là cái này sẽ thu, nó là một cái công cụ điều chỉnh vùng tròn độ to nhỏ. Bạn có thể là phóng to này, bạn có thể là thu nhỏ lại. Đó, bạn hiểu cái này chưa? Và tất nhiên là cái này nó khác với Ctrl T nhé các bạn nhé. Ctrl T là điều chỉnh kích thước của đối tượng, còn đây là điều chỉnh kích thước của vùng chọn, nó khác nhau. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, Enter này. Sau khi bạn điều chỉnh xong, bạn ưng ý rồi thì bạn ấn Enter giúp mình, thì lúc này vùng chọn đã được thực hiện. Đó, ok cả. Rồi, bây giờ thì mình vẽ theo cách của mình một tí, là mình sẽ dùng vùng chọn mình vẽ này, giữ Shift là hình tròn này, giữ chặt phím cách để dịch chuyển sang phải sang trái làm sao cho nó đẹp nhất này. Ok, mình sẽ phóng to, buông cách ra thì phóng to, giữ nguyên chuột. Ok, chọn ở đây. Đó, các bạn nhìn này của mình chưa? Ok, sau khi đã làm xong với cái biểu tượng về cái khung hình khá ổn rồi thì mình sẽ làm một cái thao tác tiếp theo cho các bạn, đó là như mình đã chia sẻ như trong những cái bài trước, là khi bạn muốn tạo ra một cái vùng tròn thì bạn phải có một cái layer mới. Và chắc chắn là khi có layer mới thì bạn sẽ có một cái đối tượng mới nằm trên nó. Thì mình sẽ chọn cái tông màu thứ nhất là màu cam. Mình sẽ chọn tông màu cam bởi vì mình sẽ chọn cái tông nó hơi nóng hơn một tí, bởi vì làm đồ ăn. Đó, ok. Mình đập ra một layer mới và đổ màu bằng lệnh là Ambient, là đổ màu phía trên. Đó, sau khi làm đổ màu phía trên xong mình dùng lệnh là Ctrl D thì mình đã có được cái dứt lệnh vùng chọn.
À, cũng tương tự như vậy thì mình sẽ dùng cái vùng chọn tiếp theo mình để vẽ tiếp, nhưng mà trong quy trình khi vẽ mình sẽ thu nhỏ cái khung hình lại để vẽ cho dễ hơn, giữ shift hình tròn. Đó, giữ cách đẩy sang trái sang phải, tiếp theo chọn vào đây. Đó thì các bạn sẽ thấy là ở đây mình cũng đã làm rất là kỹ, đó là khoảng cách là từ đây cho đến cái vùng chọn mới, từ cái miếng vàng đến vùng chọn mới nó có to này, nó có vừa này và có nhỏ này. Thì đây là một trong những nguyên tắc về thiết kế, có nghĩa là khi mà thiết kế thì bạn phải có, khi tạo ra một hình mới cộng với hình cũ thì bạn phải có những đoạn là to vừa nhỏ như vậy thì nó mới có sự so sánh như vậy cái hình mình mới đẹp được. Mình sẽ lập ra một layer mới cho các bạn và mình lại tạo ra một cái biểu tượng mới bằng lệnh là anden. Và tất nhiên là sau khi mà làm xong thì mình dùng Ctrl D. Đó. Lúc này bạn có thể chọn những cái giải pháp này, chúng ta sẽ chọn vào 50% thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ giảm một độ xuống 50%. Và bạn sẽ nhìn thấy là cái miếng này của mình đang ở phía trên nên là mình có thể cho xuống dưới một layer bằng lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Các bạn nhớ nhé, Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là cách cho ảnh xuống dưới một đối tượng. Đó, các bạn nhìn thấy xuống dưới chưa? Rồi. À, cũng tương tự như vậy mình sẽ tạo ra một cái cấp độ thứ ba, nó có nghĩa là mình sẽ tạo ra một cái giá trị an toàn, có nghĩa là khi thiết kế thì mình sẽ luôn luôn phải tạo ra một cái tính năng, đó là chuyển từ hình chính xuống hình phụ, chuyển từ hình chính xuống nền nó phải đẹp đó. Ok, mình rộng ra một tí nữa, mình sẽ đặt ở đây. Rồi, các bạn có nhìn cái này không ạ? Ok, to vừa và nhỏ, nét rất là chuẩn. Chúng ta lập ra một layer mới và lại đổ một cái màu tiếp theo, đó là anden, thì các bạn sẽ thấy là tôi lại đổi làm cái màu vàng. Nhưng cái miếng màu vàng là mình sẽ để xuống dưới đây số 2, có nghĩa là 1 là vị trí đầu tiên, 2 là vị trí ở giữa và 3 là vị trí cuối cùng. Theo cấp độ là tôi đập ra một layer mới như thế nào thì tôi sẽ cho dưới. À, cũng tương tự như vậy thì sau khi tôi làm xong thì tôi sẽ ấn vào số 3 thì cái opacity của chúng ta sẽ là bằng 30%. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái điều này của tôi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ok, tổng quan cuối cùng thì khi mà mình đã làm rồi thì mình sẽ chọn cái layer đầu tiên là số 1 này, cái này là số 2 này, và cái này là số 3 này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Tiếp theo, sau khi đã làm xong thì tất cả mọi thứ khi thiết kế thì chúng ta cần phải có một cái khung. Các bạn nhớ nhé, phải có một cái khung. Nên chính vì vậy mà mình sẽ tạo ra một cái layer mới ở trên cùng. Và khung này là chắc chắn là sẽ là cảnh cho vào đấy, các bạn nhớ nhá. Rồi, ok. Lúc này chúng ta sẽ làm rất là khéo léo cái phần này một tí. Ok. Các bạn có nhìn thấy khoảng cách chỗ này vẫn to, chỗ này vừa và chỗ này nhỏ không ạ? Rồi, lập ra một layer mới trên cùng và layer mới này chính là layer khung. Mình sẽ đặt một cái layer khung đậm hơn cho mọi người dễ nhìn hơn bằng lệnh là anden. Rồi, thì mọi người có nhìn thấy cái viền vàng cam này của mình không ạ? Ok, tiếp theo. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì bắt đầu mình sẽ chọn một cái giải pháp là mình sẽ vẽ thêm một cái bố cục nữa ở phần phía dưới nhé. Các bạn nhìn này, Ctrl trừ thu nhỏ lại và dùng vùng chọn hình tròn. Vẽ ra bằng phím shift, các bạn có thể vẽ ra như này. Đó, mình sẽ chọn một cái giải pháp như thế này. Sau khi làm xong thì mình cũng tương tự như vậy thì mình sẽ dùng phím y ngắn, mình chỉ vào cái miếng màu cam ở viền này này. Bắt đầu mình sẽ đổ bằng cách là lập ra một layer mới và mình dùng lệnh anden. Cũng tương tự như vậy thì sau khi làm xong thì chúng ta sẽ tạo ra một cái bố cục mới nữa bằng cách là chúng ta sẽ vẽ vào đây. Các bạn nhìn này, thu nhỏ lại, chúng ta vẽ tiếp, giữ shift là hình tròn và chúng ta đặt vào đây. Ok. Sau khi làm xong tổng quan của toàn bộ đối tượng rồi thì các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ đẩy cái vùng chọn M lên sang phải sang trái làm sao cho nó phù hợp. Đó. Nó bắt đầu khá tốt rồi thì chúng ta sẽ lập lên một layer mới và chúng ta cũng tương tự như vậy thì đây là cái khung ở phía dưới, mình sẽ đổ màu lên bằng anden cho các bạn. Rồi. Lúc này bố cục đã được hình thành và trông nó cũng khá là bắt mắt rồi thì mình sẽ tạo ra điểm nhấn giữa cái đối tượng 1 và đối tượng 2 này, nó sẽ giao nhau ở một điểm chốt này. Thì mình vẽ một cái hình tròn mình đặt vào đây. Để sự gọi là giao thoa kết nối và nó cũng là một cái tính gọi là mình sẽ trang trí trong đối tượng. Và cũng tương tự như vậy thì tất nhiên là có một cái vùng chọn mới rồi thì chúng ta lại phải lập ra một layer mới. Và có layer mới thì sẽ có một đối tượng mới nằm trên đó, thì mình dùng phím y ngắn, mình chỉ vào đây, mình copy màu cái này và mình đổ màu bằng lệnh là anden.
Các bạn có nhìn thấy cái hình này của mình không? Đó, mình sẽ đặt vào đúng vị trí này. Đó, xong rồi. À, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì bây giờ mình muốn nhấn nhá một cái phần dưới chân của thiết kế này để cho nó chắc cái thiết kế của mình, thì mình sẽ dùng cái công cụ vùng chọn M hình chữ nhật. Các bạn nhớ nhá, mình hình chữ nhật mình sẽ vẽ vào đây, nhìn không ạ? Ok, và lúc này sau khi đã làm xong thì mình sẽ lập ra một layer mới và mình đổ một cái màu y ngắn vào đúng cái màu này, thì các bạn nhìn này, an đen. Thì các bạn sẽ thấy là cái miếng màu này của mình đang nằm ở phía trên, thì mình có thể cho nó xuống dưới phía tất cả để nó nằm dưới tất cả mọi thứ luôn. Thì chúng ta ấn vào Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả. Thì các bạn có nhìn thấy cái này nó giống như kết nối và liền mạch không ạ? Rồi. À, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì bây giờ mình phải chọn cho nó một cái background, và cái background này nó sẽ liên quan đến đồ ăn. Thì thường thường nhiều người hay dùng những cái background bằng gỗ để có thể làm cái thiết kế về đồ ăn. Đó, chính vì vậy mà mình cũng tương tự như vậy cho các bạn. Mình sẽ chọn cái background bằng gỗ. Đây, background bằng gỗ của mình này. Đó. Thì với cái cách như này thì mình sẽ chọn đối tượng này, mình sẽ đẩy đối tượng vào trong Photoshop. Và mình sẽ đặt vào vị trí này. Kéo lên đây, ở thanh tab này nó sẽ xuất hiện dấu cộng. Thì khi bật lên thì nó sẽ chính là một cái miếng gỗ cho các bạn. Thì lúc này chúng ta sẽ làm bằng cách là ấn vào Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy, và Ctrl V kép là tắt cái đối tượng đi. Ctrl V kép hay là Ctrl Dep New ấy, các bạn nhìn em ạ. Tôi sẽ tắt đi. Và lúc này trước khi cho ảnh chui vào đâu thì bạn sẽ chuột phải chọn vào cái background đi cho tôi. Nhìn cái background này, tôi ấn vào Ctrl V thì cái ảnh background nó sẽ được nhảy. Lúc này khi mà tôi thấy background nó to quá thì tôi sẽ dùng lệnh là Ctrl T và Alt Shift để thu nhỏ đối tượng lại, làm sao cho nó phù hợp và nó bắt mắt nhất có thể đối với tôi. Các bạn đồng ý tôi không? Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng rồi thì tôi muốn hạ thấp cái tông này xuống một độ để cho nó đậm hơn, để nó dễ bắt mắt hơn. Thì tôi sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng cái gỗ đó, nhân bảng lên bằng lệnh là Ctrl Z. Ctrl Z này, các bạn có nhìn thấy này, tôi có hai cái này không ạ? Đó, thì riêng cái phiên bản của cái layer ở phía trên này tôi sổ xuống và tôi chọn là Multi thì nó sẽ tự đậm màu. Đó, thì cái background tôi đã đậm màu rồi. Multi là giá trị làm đậm màu, nhưng cộng với lớp ảnh dưới làm cho đậm màu hơn. Tiếp theo, sau khi bạn đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng rồi thì bắt đầu tôi sẽ nhấn nhé vào những cái đường viền. Thì các bạn nhìn này, tôi sẽ nhắc lại cái bài mà tạo ra viền cho đối tượng nhé. Bạn nhìn này, tôi chuột phải vào biểu tượng. Để muốn tạo đường viền cho đối tượng, bước 1 bạn chọn vào đối tượng. Đây, chọn vào đối tượng này, được chưa? Bước 2 giữ Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ của đối tượng, được chưa? Bước 3 tạo ra một layer mới, các bạn nhìn tạo layer mới. Bước 4 là chọn về công cụ vùng chọn M nhá. Và bước 5 là chuột phải chọn vào Stroke. Đó. Thì lúc này tôi chọn về giá trị là một cái màu, có thể là màu sáng hơn, có thể là cái viền tôi chọn là sáng nhạt. Và sau khi tôi chọn vào 2 thì các bạn sẽ thấy là cái đường viền tôi sẽ được nhảy vào Ctrl D. Các bạn nhìn anh cái tôi vừa làm này không ạ? Và sau khi đã làm xong thì tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn vào Overlay. Thì các bạn sẽ thấy là tôi có một cái đường viền khá là sắc nét. Các bạn nhìn anh chỗ này không ạ? Ok, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chuột phải chọn vào vị trí số 2 của cái miếng ở dưới. Tôi lại giữ phím Ctrl tích thẳng vào đây. Và cũng tương tự như vậy, để muốn tạo ra đường viền thì tôi phải tạo ra một layer mới M. Chúng ta chuột phải chọn vào Stroke. Và cũng tương tự như vậy, tôi cũng chọn vào số 2. Nhưng lúc này thì cái đường viền của tôi thì tôi sẽ chọn vào hòa chuột Overlay. Các bạn sẽ thấy nó cũng khá là bắt mắt, nhìn không ạ? Và lúc này sau khi mà tạo ra sự yêu thích cho một đối tượng thì mình có thể là làm như sau. Ví dụ mình có thể vẽ một cái hình chấm tròn ra chỗ này. Đây, lập ra một layer mới. Chúng ta sẽ đổ một cái màu an đen. Và các bạn sẽ chọn vào giá trị về hòa trộn cho tôi bằng Overlay. Thì các bạn sẽ đến được có một cái chấm này. Và cũng tương tự như vậy thì bạn sẽ có một cái chấm tiếp theo nữa, là ví dụ như ở đây thì bạn có thể chọn một cái hình tròn chấm ở chỗ này chẳng hạn. Đó, lập ra một layer mới và chúng ta lại đổ một cái màu bằng an đen. Và tất nhiên là chúng ta sẽ dùng hòa trộn. Các bạn nhìn là hòa trộn Overlay nhá. Rồi, vậy thì mọi người nhìn thấy chưa, thì cái đây gọi là tính trang trí cho một cái khung hình thiết kế của chúng ta, nó sẽ được như này. Cũng có thể là chúng ta sẽ phải tính lại là cái cấp độ chỗ này và chỗ này, thì mình sẽ đặt cái chấm tròn này xuống đây một tí để nó sẽ che mất cái khuyết điểm đi thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, thế là phần khung hình thiết kế của chúng ta đã làm xong.
Phần thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ là chúng ta sẽ đặt cái logo của chúng ta vào. Thì lúc này tôi sẽ có một cái phiên bản logo là một cái file PNG mà chúng ta đi download cả logo về phút ở trên mạng. Bạn sẽ có thể cầm đối tượng đó và đưa vào đây. Đó, các bạn nhìn này chưa? Và cũng có thể là tương tự như vậy thì bạn sẽ chọn cho tôi giải pháp là bạn sẽ copy cái đường link này, Ctrl C. Sau đó thì sang này thì chúng ta chọn là file, chúng ta chọn vào Ctrl O là mở file này. Chúng ta tích vào đây Ctrl V. Đó. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái logo tôi lập vào đây và ấn vào Open thì đây là cũng là một trong những cách mở rất là thông dụng nhất nhé. Nào, sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl A là chọn hết. Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Được không? Lúc này sang bên này thì chúng ta ấn vào Ctrl V thôi. Các bạn sẽ thấy rằng cái logo của chúng ta rất là to bởi vì đấy là file mà chúng ta kiếm trên mạng rất là lớn. Các bạn nhớ nhé, và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Ok, chúng ta thu nhỏ lại để làm sao cho nó nhìn nó dễ dàng nhất. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó gặp một cái trường hợp như sau. Là tách chữ của chúng ta đặt vào đây là nhìn không? Khi mà đã làm đến đây thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi đã làm xong logo rồi, nhưng logo của chúng ta lại bị dính hai màu, màu thứ nhất là màu vàng và màu thứ hai là màu ghi, nên là chính màu ghi là rất là khó nhìn, nên chính vì vậy mà tôi sẽ đổi toàn bộ tất cả những cái màu bên tay phải này là thành màu trắng hoặc là màu vàng để cho nó đồng bộ hơn. Thì các bạn nhìn thấy có một cái cách rất là hay ở trong phần thiết kế của chúng ta, đó là công cụ vùng chọn, có nghĩa là chúng ta sẽ quét qua cái vùng mà chúng ta muốn thay màu. Các bạn nhìn này, nhìn thấy không? Và tất nhiên là đương nhiên là chúng ta sẽ dùng một cái thủ pháp đó là khóa nền, có nghĩa là khi tích vào đây thì khi mà chúng ta đổ màu chỉ đổ màu trong đối tượng thôi, đổ màu vào những chữ này thôi, còn ngoài đối tượng sẽ không nhìn được, không đổ được. Đấy, thì tôi sẽ đổ màu cho các bạn xem nhé. Nào, and đen, các bạn sẽ nhìn thấy chữ tôi bắt đầu là thay đổi rồi. Đó, Ctrl D. Thì lúc này chúng ta đã có xong được cái vấn đề về logo. Thì có nhiều bạn là muốn làm logo được nổi trên nền gỗ thì người ta cũng có một cái cách như sau, đó là người ta sẽ copy ra một cái phiên bản mới. Bạn nhìn em copy phiên bản mới phí man chưa? Và lúc này đang khóa nền này các bạn, tôi sẽ chọn một cái màu đậm hơn, tôi sẽ đổ vào y ngắn chỉ vào đây, tôi chọn màu đậm. Ăn đen thì các bạn sẽ thấy là màu tôi là màu đậm đó, nhìn đúng không? Và tất nhiên là sau khi đã làm xong thì bạn sẽ làm một cái thao tác cho tôi là xóa bỏ khóa nền đi và chọn vào multi, thì bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ làm sao đậm màu, có nhìn thấy đậm màu chưa? Và đối tượng này mà tôi sẽ đặt vào vị trí hơi chếch so với cái logo và cái đối tượng layer này, thì mình sẽ cho xuống dưới một layer thì bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có bóng của logo, có nhìn không ạ? Còn để muốn cho nó hiền hòa và hài hòa hơn thì bạn cũng có thể giải pháp là cái hình này ở dưới này, các bạn nhìn này, tôi sẽ cho nó làm nhòe ra bằng công cụ là filter, tôi chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur. Thì lúc này cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ nhòe đây, các bạn nhìn thấy nhòe chưa? Và lúc này sau khi nhòe bạn thấy ưng ý rồi bạn ấn vào đây, thì các bạn nhìn này, với cái cách nhòe nhòe mà đặt logo ở đây thì trông nó sẽ rất là mềm mại, trông rất là uyển chuyển hơn, trông đẹp hơn. Đó, thì đây là một trong những cái phương pháp và cách đặt logo. Và mình cũng xin nói lại cho các bạn biết một tí đó là gì, để khi thiết kế một logo thì khoảng cách từ đây cho đến đây và khoảng cách từ đây đến đây phải tương đối là giống nhau, nó đều nhau thì nó mới cân đối và đối xứng được. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi, cũng tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần chữ tiếp theo của đối tượng của chúng ta. Ví dụ tôi sẽ kéo phần layer sang bên này cho nó dễ nhìn. Được không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái file Word và chúng ta sẽ làm gọi là mừng khai trương. Ok, tôi ấn vào Ctrl C. Được chưa? Sau khi mà ấn vào Ctrl C xong thì chúng ta sẽ bật sang đây và chúng ta sẽ bật cái file Photoshop này. Dùng T nhé, dùng T và tích thẳng vào màn hình và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V. Các bạn sẽ thấy là cái phông chữ của chúng ta sẽ có được cái biểu tượng như này và chữ của chúng ta là hơi bị tối quá, thì mình có thể chọn cho nó một cái màu nó sáng hơn. Bạn nhìn này không ạ? Và tất nhiên là phông chữ này thì mình cần phải thay đổi, đó là gì, chúng ta sẽ chọn vào cái phông chữ và chúng ta sẽ bật lên. Ok, thử xem từng cái một nha. Rồi, cũng không phải cái này luôn. Rồi, xem nào, cái này cũng không phải luôn. Tiếp theo, có lẽ là sẽ là cái này. Rồi. Ok, thì mình sẽ chọn vào F2, copy cái tên của cái phông này, Ctrl C. Sau đó này các bạn nhớ một điều rằng sang Photoshop của chúng ta thì chúng ta sẽ ấn vào T để thay đổi phông, thì bạn sẽ phải tích vào cái phần phông chữ đó. Nhìn chỗ này chưa? Ctrl V là paste lại, thì bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có cái phông chữ cho các bạn. Ví dụ các bạn có thể chọn về biểu tượng này. Bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi không ạ? Đó.
ta chỉ cần tích vào đây một cái thì câu chuyện của chúng ta nó sẽ được gì à, trở về đúng cái phông chữ mà chúng ta mong muốn, và can chuyên tê chúng ta phóng to ra đó, thì cái phông chữ nằm ở đây. Và nhớ một điều rằng khoảng cách thì tôi cũng phải tính, đó là gì à, và trong trường hợp này khi tôi làm xong thì tôi sẽ chọn vật tích, và tích của tôi sẽ là màu trắng chẳng hạn, được chưa? Ok, tiếp theo cũng có thể tương tự như vậy, thì bạn thấy là cái logo của chúng ta đang hơi bị to quá thì chúng ta có thể chuột phải chọn vào nó, được chưa? Ctrl T và thu nhỏ lại, tầm này nó dễ đẹp hơn. Thì các bạn có thấy là khi tôi thu nhỏ lại như này thì cái bóng của nó này nó to quá không ạ? Thì chúng ta trong cái tổ phím như tôi đã chia sẻ cho bạn biết là nhắc lại cái lệnh phóng to thu nhỏ, thì người ta sẽ dùng là chuột phải chọn vào đối tượng chính là cái bóng này này, các bạn nhìn thấy này chưa? Thì bạn ấn vào Ctrl Shift T cho tôi thì nó sẽ trở về đúng như cái định dạng như vậy. Tiếp theo, sau khi là tôi đã làm xong cái phần này thì tôi sẽ có một cái text số 2, đó là giảm 20%, Ctrl C, và chúng ta sẽ chọn sang một cái text của chúng ta là T, chúng ta tích vào đây, Ctrl V. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy rằng là tôi sẽ chọn một cái phông chữ rất là phù hợp, được không? Và cái phông chữ này thì tôi sẽ chọn T và tôi chọn vào phông chữ là Avo để cho nó tròn trịa giống như cái logo đấy, Avo, Enter. Bạn sẽ nhìn thấy cái này và tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn vào đây. Đó, các bạn nhìn này chưa? Và tất nhiên là tôi sẽ phóng to lên để làm sao cho nó phù hợp. Đó, được chưa? Và tiếp theo là giảm 20% thì cái tên của cái mà chúng ta cần giảm là cái gì, là cương bỏ ý. Ok, tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ chọn vào biểu tượng ở phía dưới. Ok, và lúc này thì cái cương bỏ ý là nó chỉ là một cái giải pháp về phụ thôi, nên là chắc chắn là tôi sẽ chọn một cái nét cho cái đối tượng này là nét thường. Đó, các bạn nhìn này chưa? Ok, và chúng ta sẽ kéo vào đây. À, tiếp theo nữa là sau khi vẫn là làm xong được đối tượng rồi thì cái cơm bò thì chỗ này đang bị khuyết thiếu, thì chúng ta cần có một giải pháp. Một là bạn sẽ thay đổi tông màu, là có thể là màu vàng cho nó khác biệt. Hai là bạn có thể cho là màu trắng sáng trắng lên nó như thế này, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa thì sau khi làm xong tôi sẽ phóng to này, các bạn nhìn này, tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng nhấn nhá vào đây, ví dụ tôi vẽ một cái hình. Ok. À, tất nhiên là khi có vùng chọn rồi thì như các bạn đã biết là tôi phải tạo ra một layer mới. Và sau khi tạo layer mới thì tôi sẽ ấn vào Ctrl đen để đổ màu rồi, đúng không? Thì tôi có một cái miếng màu nhạt. À, sau khi tôi đã có miếng màu nhạt xong thì các bạn nhớ một điều rằng tôi dùng cái vùng chọn và tôi vẽ qua, tôi lại lập ra một layer mới tiếp theo. Thì tôi sẽ đổ một cái màu bằng Ctrl đen thì các bạn sẽ thấy là tôi đã có được cái hình của tôi. Và tôi sẽ ấn vào Ctrl T để xoay góc bằng Shift này. Và nhìn xoay góc giữ Shift thì nó sẽ là vuông nhảy, đúng không ạ? Tôi kéo xuống thì nó có dạng mũi tên, nhìn chỉ vào cái này chưa? Phần phía dưới thừa đi thì tất nhiên là chúng ta có thể xóa bằng công cụ là quét qua phần phía dưới của cái hình vuông đó, xóa đi. Thì lúc này bạn sẽ thấy là tôi đã tạo ra một cái tổ phím mà chỉ thẳng bằng số 20 là giảm 20%. Đó. Thì cái cách thức thiết kế cũng rất là đơn giản thôi. Thì cái đến công đoạn cuối cùng của chúng ta là đã làm xong khá bắt mắt rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ làm cái gì ạ? Ok, nào ảnh đưa vào, đúng không? Thì lúc này tôi sẽ có một cái ảnh cho các bạn. Nào, cách đưa ảnh vào bằng cách là bạn sẽ ấn vào đây, hoặc là biểu tượng là ấn vào Ctrl O. Bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi không? Ok, sau khi tôi chọn được Ctrl O xong thì tôi có cái ảnh rồi, thì tôi sẽ nó bật lên cái file như này. Chúng ta sẽ đưa ảnh sang file thiết kế bằng cách là ấn vào Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy, và sang file thiết kế của chúng ta thì chúng ta sẽ làm gì ạ? À, chúng ta sẽ paste vào. Thì trước khi cho ảnh vào đâu thì bạn hãy chọn cái khung cho vào trước đã. Thì tôi sẽ chuột phải chọn vào cái layer 4 chính là cái này này, các bạn nhìn thấy không ạ? Sau đó thì tôi sẽ ấn vào Ctrl V thì các bạn sẽ thấy là cái hình của tôi nó nằm đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Và cách cho vào thì bằng lệnh là như sau, các bạn nhìn tôi kéo xuống này, nhìn thấy chưa? Chuột phải chọn vào chọn vào clipping mask hoặc Ctrl Alt G. Đấy, có nghĩa là nó có thể dùng hai lệnh như sau, là một là chuột phải chọn vào đây. Hai là bạn sẽ chọn vào Ctrl Alt G. Đó, cảnh đã được chui vào và bạn thấy là nó khá là hợp lý và bắt mắt rồi, thì chúng ta giữ Alt Shift để thu nhỏ lại để cái ảnh của chúng ta đẹp nhất. Đó, các bạn nhìn này chưa? Thu nhỏ lại thì nữa xem thế nào. Chúng ta đẩy lên được không? Ok. Được rồi.
À, tiếp theo nữa là sau khi mà bạn chọn tiếp theo nữa thì tôi sẽ chuột phải chọn được cái khung hình dưới của cái khung hình tôi đã cho ảnh vào, thì tôi lại ấn vào Ctrl O và chắc chắn là chúng ta sẽ mở một cái ảnh ra. Đây là cái ảnh tiếp theo mà tôi sẽ mở ra. Thì cũng tương tự như cái ảnh kia thôi, tôi lại ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl W hay là Ctrl V kép. Đó là các bạn sẽ tắt đi. Và tất nhiên là để muốn cho nó chui vào đâu hay là cho nó chui vào khung đâu hay lồng vào khung nào thì bạn phải chuột phải chọn vào cái layer đó giúp tôi. Sau đó thì chúng ta ấn vào Ctrl V. À, lúc này thì sau khi làm xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ bằng Alt Shift để thu nhỏ lại cái khung hình cho nó đẹp hơn. Và lúc này chúng ta dùng cái tổ phím là Ctrl Alt G, các bạn sẽ nhìn thấy hiểu chưa? Và lúc này tôi thu nhỏ cái khung hình này để cho nó đẹp hơn, bởi vì một tấm ảnh nó có khoảng thở thì trông nó cũng dễ chịu. Ok, các bạn nhìn này chưa? Ok, và sau khi mà đã làm xong thì tôi đã có một sản phẩm liên quan đến về nhà. Thì đây là một tiêu chí, thì các bạn cũng để ý cho tôi một tí là cái khoảng cách giữa chữ này và này, khoảng cách tất cả như này nó bằng nhau quá nên nó không được đẹp, nên là tôi phải tách biệt cái logo này một tí. Đây các bạn nhìn là tôi sẽ đẩy cái logo này một tí, và cũng tương tự như vậy tôi sẽ đẩy cái logo này lên một tí, thì để nó cho nó tách biệt ra là cái phần logo riêng và cái phần chữ riêng đó. Các bạn sẽ đẩy lên một tí nữa cho nó đẹp hơn. Ok, cũng tương tự như vậy, đẩy lại, nhớ là khoảng cách từ logo đến cụm chữ nó phải có khoảng cách khác so với là từ chữ dòng trên và dòng dưới khác nhau. Các bạn lưu ý việc này cho tôi nha. Ok, hôm nay thì tôi đã chia sẻ cho các bạn về một cách tạo ra một cái banner về đồ ăn bằng những cái vùng chọn rất là cơ bản. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng là cái này chúng ta khi học được những bài đầu đã có thể kiếm được tiền, và kiếm được rất là nhiều tiền với nếu mà bạn làm cực kỳ năng động, thiết kế cho những cái ấn phẩm về truyền thông cho một công ty, hoặc là cho một cái nhà hàng, hay cho một cái khách sạn, hay cho một cái quán nào đó về đồ ăn các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy hay hãy like và chia sẻ giúp mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại cho những buổi video lần sau nhé các bạn nhé.